Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và bây giờ rồi đây, anh em thấy con hàng thì chưa, M200 VIP. Cuối cùng em nó đã được cập nhật ở bên CF Việt Nam rồi anh em ạ. Nhưng vẫn chưa cập nhật chính thức đâu. Chỉ có những thằng đẹp dai khoai to, nhà mặt phố bố làm to như mình bây giờ sở hữu trước một ngày để làm clip review cho anh em thôi. Vâng, thì cây này khi về Việt Nam, giấy khai sinh của em nó là chính là M200 tranh tắc Dominator. Ui dồi ôi, thuần Việt luôn anh em thấy chưa. Vâng, thì cái cây này một từng làm mưa làm gió ở bên CFQ một thời, vừa ở trong chế độ đấu đơn, vừa ở trong đặt bom và vừa ở trong chế độ zombie luôn. Và không biết về CF Việt Nam sẽ tạo ra một làn gió gì mới hay không, nhưng mà CFQ thì nó đã từng khuấy đảo thế giới ảo một lần rồi anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa, anh em nhìn thấy mình đẹp dài cái là vứt súng ra ngay. Ui giời, sao thằng kia mày lại đỡ đạn cho cái thằng mập đấy. Ui lấy giờ mới bắn được chúng được một phát anh em ạ. Đây đến giờ rồi, rùa slap chuẩn bị quay lại rồi anh em ạ. Chức năng đặc biệt của cây M200 tranh tắc VIP này đó chính là anh em khi anh em bắn được một kill cái là anh em sẽ kích hoạt hiệu ứng chạy nhanh thần tốc. Đấy, nhưng phải bắn trúng thôi nhá. Còn với cái trình độ bắn hụt như mình thì lâu lâu nó mới thần tốc một lần thôi, lấy anh em thông cảm. Nhưng mà lâu lâu cái tính năng thần tốc này cũng bóp ái bỏ sừ ra. Úi rồi ôi, bắn vào đầu kìa. Này, ôi cái nồi chứ hồi máu bạn ơi. Đấy, anh em thấy không? Mỗi lần anh em bị thần tốc lên cái là anh em sẽ bị đảo tâm ấy. Anymore chạy thôi. Úi sổ, anh chớp ơi, bớt này anh ơi, bớt này anh ơi. Làm sao? Thôi có thằng sau, từ bình tĩnh. Bây giờ mình phải giữ cái mạng của mình lại cái đá rồi tính tới anh đấm cái gì tính đấm. Nào, vào đây. Ui eo, anh em mình vừa bắn vừa đi là bọn này không thể nào đuổi kịp được mình luôn đấy. Ui cái thằng quỷ cái nó trâu kìa, nó trâu như vậy thì ai mà đỡ được. Ui rồi, thôi xong rồi. Ai địch bệnh đông thế. Đông vậy ai chơi? Ui. 1v14 còn 10 giây thôi. Nhìn này. Chém hết. 2k ba cua này. Ô, không ai chém trúng à? Còn có 5 xị thôi không ai chém trúng à? Ô thế em xin. Rồi, tiếp tục nào. Ôi, anh em nào khi nào update đi anh em sẽ biết cái cây này tâm nó bị lệch anh em ạ. Lấy ra thằng nào mình cứ snap nó bị lệch tâm. Lấy mình dùng cái băng dính mình dán lên màn hình mình mới biết anh em ơi. Ôi rồi, anh Diệp đúng một viên một. Cái này gọi là one shot one kill cho anh em. Tính chưa, tê. Địch bệnh. Thôi, mày đang đuổi thằng kia mà. Mày quay lại đuổi tao làm gì? Trời ơi, chị tá này là không biết lượng sức mình rồi. Cái này là do chị lựa chọn chứ, đừng trách em ác. Ui rồi ôi. Thần tốc. Úi dồi ôi, địch bệnh thề. Cứ snap quen tay, spam phím đi lại cái là nó cứ chạy tốc độ bàn thờ lao lên anh em ạ. Lâu lâu nhiều pha còn lao lên vào đầu zombie nữa cơ. Thế là mày cay. Ơ kìa. Ơ được với. À địch bệnh. Rồi xong mày rồi. Mày với này. Sorry bạn nhá. Tại bạn cái giáp của mình chứ không mình cứ để mấy thằng zombie lon này. Mình snap một viên nhấp nháy một viên chết là ngon rồi. Ơ kìa sao đông zombie thế. Ôi đang hồi sinh ở đây anh em ơi. Không chết được. Ơ kìa. Ảo đam kìa, cay chưa. Mày này. Ơ trời ơi, từ ông thế. You can't see me. Ôi cái gì, thằng nào chém mình chém nhiều ấy. Ô kìa, lại đây. Thằng tơ có vẻ yếu rồi, mình cho phát ạ. Lên đường. Ây à, địch bệnh mình lên đường à. Cái địch bệnh không phải nói lên đường. Vẫn còn trâu vậy sao. Uầy, dạo này chơi được kích BCF Việt Nam mình cứ bị rén thế nào anh em ạ. Kiểu cái phím E lúc nào mình cũng định bệnh spam ấy. Có hero cái là châm nhấn phím E thôi. Kiểu cảm giác định bệnh không có tự tin như ngày xưa nữa. Ngày xưa có chết cũng không E. Có nó chỉ ngu cỡ nào cũng không E. Nhưng bây giờ thì kiểu E nó tay nhanh hơn não. Nhiều pha có thể xử lý chạy được nhưng mà kiểu cứ vội vàng nhấn E cái quán tính. Đấy, anh em có thể cầm cái M200 này đứng giữa sân này quẩy như mình. Nếu anh em snap tốt. À, mình sẽ đáp như bì của tôi, mình đi lên đây. Ô kìa, ôi ô kìa. Ôi ôi, đang nhiên một pha. Anh mặt nạ biết chơi nhá. Ui dồi, snap trúng rồi kìa. Hay. Ui, zombie non chơi hay thế. Mà trâu nha, hơi trâu nha. Úi dồi, bắn vậy cũng chết.
Sao cứ thấy thằng nào nhấp nháy nghe nó chết à? Lửa tây nhở. Ơ kìa, sao các bạn nhấp nháy cho nó ăn thế này? Bây giờ mình làm từ thiện hơi nhiều anh em ạ. Đấy kìa, cứ bắn viên nhấp nháy xong nó ăn. Cay tê nhở. Được được được, ôi dồi ôi, không được rồi. Đây, đấy giờ phải ăn được một thằng chứ. Đây, 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 của mình, của mình, của mình, của mình, bali. Hay quá của mình em ơi. Mình sao nòng nó bắn ghê quá. Lên đây làm gì? Nấp nấp cái gì? Nấp cái gì? Ok, hay, giết tôi rồi. Hay quá bạn ơi. Sở nắp hơi mù mắt tí nhưng không sao. Hơi mù mắt tí nhưng không sao. Này, này, lên. Lên hộ. Lên hộ. Lên hộ. Té, 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 té. Ôi. Làm sao? Ây à, địch bệnh cái thằng nhấp nháy này. Địch bệnh biết thế bắn nó chết ngay từ đầu bên kia đi. Để nó đẻ trứng ghê quá anh em ạ. Có còn multi nha. Cần được hai thằng này đấy, còn 2k đấy. Ô, không xin hai à? Lừa tay à? Trời, còn có 1k thôi kia mẹ. Dạo này để gạch. Phải câu giờ, phải câu giờ. Win, 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 win. Vậy thôi anh em ơi. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Cầm cái M200 này chưa biết ở bên CF Việt Nam anh em. Cầm vô quá đẹp trai. Phòng anh em nào cũng ra đòi mượn hết. Nhưng mà rất tiếc. Đợi mình làm xong cái clip review cái là mình sẽ vứt cho anh em test liền. Cái này bắn sướng thật. One shot, one kill anh em ơi. Về đám cuối bắn rất là phê nha. À, không biết nano như nào ta. Ôi, chạy thôi. Ôi, mình nhớ mình đã test cái cây này bên nano chưa nhở? Hình như test rồi đúng không? Cây này nano không ngon lắm. Bây giờ 3Z nó còn không ngon cái gì được cây này đúng không anh em? Ôi, bắn rõ ràng không lên một kill mà nó vẫn tích cây gọi là hiệu ứng chạy nhanh của nó nhá. Không hiểu tại sao. Bắt ra bòi, thằng kia bắt ra bòi. Cố tình bắn hụt để cho zombie đông đông ấy. Ôi dồi ôi, anh tơ em không nhìn thấy gì đâu nhá. Anh vừa định bậy chém zombie một pha mù hết mắt của em đấy. Ô, liếm được này ngon. Không liếm được rồi. Thằng Lina cho khói đây đây. Khốn nạn, ác ôn lông thôn mà. Người ta đang liếm kêu chùa ngon. Ôi, vừa lướt vừa bắn luôn kìa, được rồi anh em. Chứng tỏ độ giật của cây này vừa cốp vừa bắn không cao lắm. Đấy, ngon chưa? Để 3 kill đấy. Ra đây, nghiện. Nghiện còn ngại mày nghiện. Nghiện còn ngại. Nghiện, ơ địch bệnh. Địch bệnh cái gì đấy, mù mắt thế nhở. Bây giờ phải trúng này đấy. Scope không, no scope thì mới trúng. Còn cốp lên kê thì không trúng đâu. Đấy là định luật định bệnh bắn rùa đấy các em ạ. Ăn rùa bách thật trưởng đây. Ơ kìa. Nó chuẩn bị hồi sinh đây rồi, chạy 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 chạy. Thế thôi. Làm sao, mày làm sao. Mày làm sao. À với chúng tôi, với chúng tôi này. Ăn bom chậm đi, ăn bom chậm đi. Multi kìa. Multi phê thế nhỉ. Ai anh chấp ơi. Bách cả đồi chấp. Nguy hiểm đấy. Chấp nè, lên đường. Lên đường. Sao mà nó móc quá. Lên đường. Lên đường. Làm nữa. Uầy, được bắn anh em ạ. Phê thế. Không biết anh em cảm nhận về cái M200 VIP này như nào. Nếu nó ra thì anh em sẽ hiến máu vào đầu tư hay không. Nhưng mình thấy nó cũng khá đáng đồng tiền phát gạo đấy. Bắn khá là ngon. Trong chế độ zombie thì nó quá là bút rồi. Còn chế độ đấu đơn đặt bom hay gì đó thì anh em có thể thấy là M200 thường nó đã bá cỡ nào rồi. Bây giờ mình lên M200 VIP thì anh em không tậu thì cũng là hơi phí đấy anh em ạ. Hiến máu thôi, hiến máu thôi. Và clip của mình cũng đến đây thôi nhá. Thôi bye bye anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.